Kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau trận giờ đấu chúng ta thua với tỷ số 1-2 cho trận đấu giao hữu trước đội tuyển Kyrgyzstan vừa qua, thì cuối cùng, kính thưa quý vị và các bạn, ông Philippe Trochu cũng đã phải chốt danh sách 26 cầu thủ để đăng ký cho Asian Cup 2023. Và vừa qua, nói về cái tình hình nhân sự của đội tuyển quốc gia Việt Nam thì chúng ta đều biết là anh Quang Huy cũng đã sử dụng rất nhiều những cái ngôn từ tuyệt vời dành cho ông Philippe Trochu. Thế nhưng sát trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản thôi, thì có vẻ như là anh Quang Huy cũng không còn quá nhiều niềm tin nơi ông Philippe Trochu nữa. Và những cái phân tích của anh Quang Huy như thế này, thưa quý vị và các bạn: việc chia tay một số những cầu thủ có kinh nghiệm, có chuyên môn là rất đáng tiếc. Tuy nhiên chúng ta phải chấp nhận với điều này. Tôi nghĩ rằng là cũng có cái may mắn khi mà gần một năm vừa qua thì ông Philippe Trochu đã gọi lên đội tuyển Việt Nam rất đông những cầu thủ. Vì vậy mà những cầu thủ trụ cột bị chấn thương thì cũng đã có một số những cầu thủ trẻ để có thể thay thế. Đó là cái hay trong quá trình mở rộng đội tuyển của ông thầy người Pháp. Và hy vọng rằng là những cầu thủ trẻ khi được tin dùng thì sẽ phát huy và tỏa sáng, giúp cho đội tuyển Việt Nam sẽ có được một diện mạo tốt nhất. Và hiện nay thì tại Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ đá trận đấu ra quân gặp đội tuyển về Nhật Bản vào ngày kia, ngày 14 tháng 1 thôi. Và vừa qua, khi mà nói về các đối thủ tại bảng của đội tuyển quốc gia Việt Nam thì anh Quang Huy anh có nói như thế này: Nhật Bản và Iraq đều là những đội bóng lớn, mạnh hơn đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng chúng ta vẫn có cửa đi tiếp thông qua trận đấu gặp đội tuyển Indonesia. Đây là trận đấu trọng tâm và cũng là thước đo về mặt sức mạnh của đội tuyển Việt Nam so với các đối thủ ở trong khu vực. Còn nói về cách tiếp cận trận đấu trước các đối thủ thì anh Quang Huy có nói như thế này: thực ra đá với Nhật Bản thì chúng ta mang một thế trận tốt, thua không quá đậm để làm sao có hành trang cho trận quan trọng nhất gặp đội tuyển Indonesia. Tôi hy vọng rằng là ông Philippe Trochu sẽ thay đổi triết lý của mình để đội tuyển quốc gia Việt Nam chơi phòng ngự phản công ở bảng đấu này. Bởi dâng lên như mấy trận đấu trước là chúng ta sẽ thủng lưới nặng, thế nên khó thể cạnh tranh tấm vé đi tiếp được. Cuộc đụng độ với đội tuyển Indonesia chính là thử tài cao thấp ở khu vực Đông Nam Á, cũng là cơ hội để chúng ta giành những lợi thế trước khi mà gặp hai đối thủ này ở hai lần của vòng loại thứ hai World Cup 2026. Và nói tóm lại thì Indonesia là đối thủ quan trọng nhất, là trận cầu tâm điểm của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup. Kết quả trận đấu này không chỉ củng cố chiếc ghế mà huấn luyện viên Philippe Trochu đang ngồi, mà còn là niềm tin với người hâm mộ nữa. Nếu không làm được thì khó mà ông ấy có thể giữ được ghế được. Còn thực hiện hay nói về câu chuyện mà gặp đội tuyển Nhật Bản, chúng ta đều biết rằng đây là đối thủ cực kỳ mạnh, có thể nói rằng họ vươn cái tầm thế giới rồi chứ không còn ở cái khu vực là châu Á nữa. Vì vậy với nhiều cổ động viên, chúng ta cũng đang hướng đến là cái kết quả tốt nhất, và có lẽ chúng ta cũng phải nên giữ chân một số các trụ cột để chúng ta đá với trận đấu gặp đội tuyển Indonesia chỉ trong vòng khoảng một tuần sau thôi. Vì vậy mà tôi tin rằng là với tính toán của rất nhiều người thì việc chúng ta có thể là giữ chân trước Nhật Bản để có thể trụ cột tốt nhất, có những sức khỏe đảm bảo tốt nhất, không gặp chấn thương cho trận đấu gặp đội tuyển Indonesia. Bởi tất cả những phân tích vừa qua và chính cả anh Quang Huy cũng đã chia sẻ rồi, chúng ta cần phải có một lực lượng tốt nhất để đối đầu với Indonesia, để cạnh tranh cho tấm vé đi tiếp. Thế nhưng anh Quang Huy lại nói rằng là anh không đồng tình với quan điểm là đội tuyển Việt Nam phải đá giữ sức, giữ chân với đội tuyển Nhật Bản để dồn sức dầm cho gặp đội tuyển Indonesia. Bởi anh Quang Huy có khẳng định rằng là cái kiểu xây dựng của ông Philippe Trochu thì chú trọng vào nhịp và niềm cảm hứng dành cho những cầu thủ, tức là đội tuyển Việt Nam phải đảm bảo được khí thế và phải phong độ tốt nhất khi mà gặp đội tuyển Nhật Bản, từ đó có tinh thần tốt nhất cho trận đấu then chốt gặp đội tuyển Indonesia. Và tất nhiên hiện nay thì chúng ta cũng biết là trong trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản thì quả thực chúng ta sẽ không được phép để thua quá đậm. Tất nhiên đối thủ là đẳng cấp và việc chúng ta thủng lưới nhiều là điều khó có thể tránh khỏi. Nhưng rõ ràng là chúng ta cũng cần phải tránh thua quá nhiều, bởi cạnh tranh với đội tuyển Indonesia thì chúng ta rõ ràng là chỉ có con đường đó thôi. Bởi gặp Iraq vừa qua chúng ta thấy rồi, với cái lối chơi mà ông Philippe Trochu xây dựng dành cho đội tuyển Việt Nam thì chúng ta có cơ hội trước Iraq hay không thì có lẽ với nhiều người đều có chung một câu trả lời rằng là quá khó. Và cuối cùng thì anh Quang Huy có chốt lại rằng là việc thắng đội tuyển Indonesia chính là điều kiện gần như là quan trọng nhất để đội tuyển Việt Nam có thể đi tiếp. Và thắng đội tuyển Indonesia thì cũng mở ra rất nhiều những điều tích cực dành cho thầy trò ông Philippe Trochu. Và anh ấy nói rằng nếu không làm được thì như tôi đã nói, ông ấy khó mà có thể giữ ghế được. Đó là những gì mà anh Quang Huy có chốt lại. Rõ ràng thì những cái phân tích ngày hôm nay của anh Quang Huy có những sự thay đổi. Chúng ta chắc chắn không thể nào mà sử dụng một cái lối chơi kiểm soát bóng mà ông Philippe Trochu có nói được. Tất nhiên là với một đối thủ nhàng nhàng, ví dụ ở Đông Nam Á thì thôi chúng ta có thể chơi được.
Nhưng mà gặp Nhật Bản mà chúng ta nói rằng kiểm soát bóng thì tôi nghĩ rằng nó hơi là mông lung, không biết là chúng ta còn có bóng để mà đá không, chứ nói gì đến kiểm soát bóng rồi chơi tấn công. Vì vậy mà hãy sử dụng một lối chơi hợp lý nhất cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, có thể chính là chơi phòng ngự phản công giống như những gì mà thầy Park đã từng làm với đội tuyển Việt Nam, và chính điều đó cũng đã giúp cho đội tuyển Việt Nam chúng ta có những kết quả rất tuyệt vời đến ngày hôm nay. Còn quý vị và các bạn có những nhận định và suy nghĩ như thế nào về những thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày này nhé. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.